với lấy bình rượu uống một hơi vừa hết rồi ăn uống các thứ không còn một tí gì. Đoạn rồi tên lính quân quả vang lên, Võ Tòng ngồi một mình trong phòng vừa nghĩ vừa cười nhạt một mình mà nói lẩm bẩm: xem Mẹ nó cái ông thằng ta này. là người thế nào. Chiều hôm ấy là khi tên lính kia đội một quả đến, Võ Tòng hỏi: sao anh lại đến đây làm gì? Một phương tiện xe buýt cố vượt đèn đỏ nên là chặn ngang đường khiến cho giao thông tại xã Đa Nhiêm, ngã ba Giải Phóng, Phương Mai. Thế là chỉ vì vấn nạn mà cả ngàn người khổ. Tiếp theo là thông tin từ khu vực quốc lộ 5 qua ngã tư Châu Quỳ, có hai xe ô tô va chạm và bác tài này lo ngại nếu vụ việc không được giải quyết thì giao thông rất là dễ tắc tại đây, quốc lộ 5 gần ngã tư Châu Quỳ. Trời đất ơi. Trời cái gì?
xong rồi xem đường về là bán chắc 20.000 một ngày. Còn có một ký thì có lẽ nó bao nhiêu tiền ký? 40.000 ký. Dạ, không sao hết. Đây, anh đem lên rất là đẹp luôn. Nhưng đột nhiên con quạ như bị ai đó bắn, nó đột ngột rơi xuống mái đình kêu lên những tiếng giận người rồi rơi xuống đất. Trang đưa một bàn tay lên ngực, ánh mắt sợ hãi nhìn vào con quạ đang nằm thoi thóp, rồi vội vàng đạp xe lao đi thật nhanh. Ở nhà bà Loan, mẹ Trang con đang đi đâu chưa về thì liền ra ngoài cổng để ngắm. Ai sao mày không tài lạ? Ngày hôm qua mới có một thằng xếp xong mà chưa nhớ.
qua cái cầu Nhật Tân này. Như vậy đó mà nó dám vượt cỡ đó đó. Mới mới có nhiều chuyện xảy ra. Trời ơi.